Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Statina G10. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Statinagi 10 cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần atorvastatin Tá dược vừa đủ Dạng bào chế Viên nén bao phim Công dụng Điều trị tăng cholesterol huyết hay nói cách khác là làm giảm cholesterol. Hỗ trợ cho chế độ ăn uống để làm giảm tăng cholesterol toàn phần apolipoprotein B và triglycerides ở người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em từ 10 tuổi trở lên. Giảm tăng cholesterol huyết nguyên phát bao gồm Tăng cholesterol huyết di truyền, biến thể dị hợp Tăng lipid huyết kết hợp khi không đáp ứng đầy đủ với chế độ ăn uống và các biện pháp điều trị không dùng thuốc khác. Hỗ trợ phương pháp điều trị hạ lipid khác hoặc nếu như không thể điều trị như vậy để làm giảm cholesterol toàn phần ở người lớn tăng cholesterol huyết di truyền đồng hợp tử dự phòng liên phát, cấp 1, biến cố mạch vành. Giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim. Giảm nguy cơ phải làm các thủ thuật tái tạo mạch vành tim. Giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Cách dùng, thuốc dùng đường uống, có thể uống vào bất cứ thời gian nào trong ngày cùng hoặc không cùng thức ăn đều được. Liều dùng. Người lớn, liều lượng sử dụng tùy theo từng người, mức độ đáp ứng thuốc và tình trạng bệnh của bệnh nhân. Liều thông thường, mỗi ngày một lần mỗi lần 10 mg. Nên điều chỉnh liều sau khoảng 4 tuần trở lên. Liều tối đa 80 mg một lần mỗi ngày. Trẻ em. Tăng cholesterol huyết. Trẻ ở độ tuổi từ 10 tuổi trở lên, liều khởi đầu được đề nghị là 10 mg mỗi ngày, liều điều chỉnh tối đa là 20 mg mỗi ngày. Chống chỉ định. Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc không dùng cho bệnh nhân bị bệnh gan cấp tính hoặc liên tục tăng transaminase trong huyết thanh vượt quá 3 lần giới hạn trên của người bình thường mà không giải thích được. Không dùng cho phụ nữ có thai, đang cho con bú hay phụ nữ có khả năng có thai. Không dùng cho trẻ em do mức độ an toàn chưa được xác định. Lưu ý khi sử dụng. Sử dụng các thuốc làm giảm lipid chỉ là sự can thiệp vào yếu tố nhiều nguy cơ ở các bệnh nhân có tăng nguy cơ bệnh sơ vữa mạch máu do tăng cholesterol máu cần dùng các thuốc hạ lipid máu kèm với chế độ dinh dưỡng ít mỡ bão hòa ít cholesterol và chỉ dùng khi nào không đáp ứng đầy đủ với chế độ dinh dưỡng và với các biện pháp không dùng thuốc khác cần làm test chức năng gan trước khi điều trị bằng thuốc trong quá trình sử dụng thuốc cần theo dõi chức năng gan thường xuyên thận trọng khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân nghiện rượu hoặc uống nhiều rượu có tiền sự mắc bệnh gan cần cảnh báo cho bệnh nhân về nguy cơ gặp phải các bệnh về cơ như là đau cơ căng cơ hoặc yếu cơ không cắt nghĩa được. Sử dụng đồng thời các thuốc hạ lipid máu nhóm statin với các thuốc điều trị HIV và viêm gan C có thể làm tăng nguy cơ gây tổn thương cơ. Nghiêm trọng nhất là gây tiêu cơ vân, thận hư dẫn đến suy thận và có thể gây tử vong. Tác dụng phụ Thường gặp Tiêu chảy, táo bón, đầy hơi, đau bụng, buồn nôn. Đau đầu, chóng mặt, nhìn mờ, mất ngủ, suy nhược. Đau cơ, đau khớp. Thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc vì thuốc có thể gây nhức đầu, chóng mặt và nhìn mờ. Nhà sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm Agi-Mech Farm. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Farm sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Statinagi 10, đồng thời biết cách sử dụng Statinagi 10 sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.